chào mọi người. Tôi tên là James Kendall. Tôi là 34 tuổi. Tôi tên từ Mỹ, là người Mỹ. Tôi nghĩ là mình nên không vụt rác nữa, bởi vì trẻ con sẽ nhìn thấy và trẻ con luôn luôn học với ví dụ. Nếu mình làm ví dụ không hay, trẻ con sẽ học không hay. Thôi cũng muốn mọi người có sức khỏe tốt. Nếu mình có thể giúp nhau và giúp nhau làm Hà Nội sạch, có lẽ sau này tất cả Việt Nam mình có thể làm, không phải chỉ Hà Nội thôi. Thôi cũng muốn cảm ơn tất cả mọi người giúp đỡ tôi. Nhờ group là gì nhỉ? Nhóm của mình. Mình rất là vui nếu bạn có thể sang với mình giúp nhận giác. Xin cảm ơn nhé.